Ok, hello, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay đầu tiên mình xin giới thiệu một chiếc xe cảnh sát này. Rất là rộng khắp mặt nó, đấy là hàng thứ hai. Rồi, ok. Oh, yeah. Quá rất là dễ nha các bạn. Một chiếc audi này như vậy. Wow, so beautiful. Yeah, phần cửa rất là cứng cáp luôn các bạn. Này, yeah, ok, go. Lamborghini màu vàng nha. Wow, rất là đẹp nha các bạn. Kiểu dạng rất là giống thật luôn nha. Yeah. Phía sau có hai ông xã. Ok. Wow. Yeah. Ok. Họ đã tương tám của bạn. Màu xe này thì mình sẽ được thử này. Để đảm bảo lắm mình nữa nha. Một cửa này. Ok.